Tôi tham gia dự án a la carte với Jay khi mà cậu ấy chuyển dự án từ Mỹ về Việt Nam, và cùng với Jay tham gia vào từ bước đầu khi đi tìm các nhà đầu tư. Là sau khi mà được anh Tuân giới thiệu cho tôi về cái dự án a la carte của bạn Jay, và sau khi đọc kịch bản a la carte thì tôi đã thấy rất là hứng thú với dự án này, bởi vì nó nói lên được cái yếu tố về ẩm thực của Việt Nam, đó là phở. Khi mà Quỳnh đọc kịch bản này thì Quỳnh đã thấy ngay được cái thời kỳ mà thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. Mình thì mình thấy là cái kịch bản cũng là một cái kịch bản có nhiều cái thú vị để mà có thể khai thác. Đó là những câu chuyện mà đã vượt qua cái hiểu biết lịch sử của những người thuộc thế hệ trẻ. Như mình biết thì là cái kịch bản đã được thay đổi từ cũng nhiều lần sửa qua sửa lại, thì đến cuối cùng thì nó là giữ lại một cái gì đấy rất là mấu chốt của cái câu chuyện mà Jay muốn kể. Kịch bản nó rất là hay và Quỳnh chưa bao giờ nhận một vai diễn khó như thế. Một vai diễn mà đòi hỏi cái sự nội tâm của nhân vật cũng như là cái sự sâu sắc trong nhân vật đấy rất là kinh khủng. Bộ phim may mắn có những cái vai diễn, những cái người diễn viên họ rất là kinh nghiệm và họ chịu khó hết mình, họ hy sinh từ thời gian công việc cá nhân cho đến hy sinh cơ thể cho những cái shot hình, cho những cái scene hình nó thực sự là bẩn, những khó khăn bùn đất và diễn xuất tâm lý nặng nề, khóc lóc và đau đớn, và họ thể hiện một cách rất là tốt thông qua cái ánh mắt và ngôn ngữ hình thể của mình. Mon personnage c'est un général français pendant la guerre du Vietnam. De ce que j'ai compris, mon personnage est très froid, pas du tout empathique, et de ce qu'on m'a expliqué, donc il considère les personnes autour de lui comme des animaux. Quỳnh chưa bao giờ mà Quỳnh đảm nhận một vai diễn nặng ký như thế, và không một câu thoại nào nhưng mà mình phải lột tả được cảm xúc để cho người xem. Và khi mà Quỳnh diễn cái nhân vật đấy gần như là 2 ngày liền, cảnh quay nào Quỳnh cũng phải khóc, mà cái ánh mắt của mình nó thể hiện rất là nhiều thứ: lo lắng, sợ hãi, căm thù, oán hận, mong chờ có thể cứu gia đình của mình. Cái khó khăn trong cái bộ phim này chính là cái yếu tố lịch sử, làm sao cho nó chuẩn xác nhất, và nó đến từ những cái bộ phận rất là khó, ví dụ như bộ phận về nghệ thuật art và những bộ phận về set. Tổ thiết kế của mình cũng làm việc rất là nhiều để thứ nhất là cái set của mình nó vừa đơn giản nhưng mà nó lại vừa chính xác với cả cái thời điểm lịch sử của mình, và nó cũng kể được cái câu chuyện bằng hình ảnh nó. Thời gian mà chuẩn bị tiền kỳ thì nó cũng tương đối là ngắn, cho nên là các anh em ở trong tổ là cũng phải cố gắng rất là nhiều để mà tìm đồ với cả giải quyết các cái không gian. Mình đã research rất là nhiều về cái thời điểm lịch sử đó, về cả trang, về tóc, về cái cách làm phở, là cái lịch sử của món phở, để mà dù nó kể cả chỉ là những cái thứ thoáng qua thôi thì nó cũng sẽ mang lại một cái cảm giác mà nó chân thực nhất. Cái set mình không có quá nhiều set quay hay là có những cái thiết kế nó quá là hành tráng, nhưng mà mình tìm được một cái cách mà với những cái gì mình có, những cái gì rất là ít ỏi thôi, nhưng mà mình có thể kể được một câu chuyện bằng hình ảnh, và mình nghĩ là chúng mình đã tạo ra một cái gì đấy nó khá là hiệu quả và nó cũng khá là ấn tượng. Cho đến hôm mà quay thì buổi sáng sớm thì trời có mưa, thì anh em cảm thấy rất là lo, bởi vì là sợ rằng là cái xử lý cái không gian nó sẽ không được tốt. Mà cuối cùng tự nhiên mọi chuyện cũng ổn. Cái khó khăn lớn nhất là cái việc di chuyển đến cái địa điểm này. Với cái số lượng thiết bị cũng tương đối lớn, cũng như là số lượng nhân sự rất là nhiều, khoảng tầm hơn 50 người. Thì đâm ra là cái việc di chuyển, nhất là cái việc đầu và cuối ngày, khi mà bắt đầu có mặt cũng như là ra khỏi set, thì đấy là khó khăn lớn nhất. Ngoài ra thì cái bối cảnh này cũng là bối cảnh khá là public, cho nên là cái việc mà ngăn cản được những cái về âm thanh môi trường cũng như là tất cả những thứ xung quanh thì nó cũng gây khó khăn cho đoàn. Thế tuy nhiên là mọi thứ cũng đều khá là suôn sẻ. Pendant le shooting, le plus difficile ça a été la traduction et la discussion, parce qu'on n'a pas le même langage. Quelques personnes parlent anglais. Parfois je ne savais pas trop comment ce que j'allais faire. Mais sinon à chaque fois ça a été clarifié, si j'avais des questions, il n'y avait pas de problème. Và đội ngũ sản xuất họ không có đông người để có thể chạy tất cả mọi đầu việc, mọi công việc cần thiết để có được những cái sự chuẩn bị chỉnh chu kỹ lưỡng nhất, nhưng mà họ đã rất là cố gắng để có thể tạo ra được một cái kế hoạch làm việc trơn tru cho tất cả mọi người, và tạo điều kiện cho tôi ở cương vị là đạo diễn có thể hết mình làm việc với diễn viên và hết mình để kể được một cái câu chuyện nó có thể động được vào lòng người. Bộ phim có được rất nhiều sự hỗ trợ từ rất nhiều người tài giỏi và những người có tâm. Họ đã đồng hành với project này suốt từ những cái ngày đầu tiên khi mình đã quyết định phải đưa dự án này về Việt Nam. Ok, alors j'ai trouvé l'équipe très réactive.
chaque fois prenais soin de moi et de ce dont j'avais besoin. J'ai pas eu de problème pour trouver ce dont j'avais besoin pendant le tournage. Aussi, j'ai vu qu'ils étaient très professionnels. C'est la première fois que je suis dans une équipe aussi professionnelle. Khi mà mình bước vào dự án này thì mình rất là háo hức được làm việc với MBO, mỹ thuật và DOP là những người mà sẽ cùng nhau tạo nên cái hình ảnh của cái bộ phim á. Và khi được làm việc với anh ấy thì cũng rất là vui bởi vì là anh em nói chuyện với nhau, mình bố và Jay đều có thể nói chuyện với nhau một cách rất là vui vẻ để mà có thể xây dựng được một cái câu chuyện mà nó tốt nhất và nó kể một cái câu chuyện mà hiệu quả nhất cho cái bộ phim này. Phim này được làm bởi một cái ekip rất là trẻ. Và cái ekip trẻ này họ quan tâm đến những cái vấn đề nó liên quan đến lịch sử và văn hóa. Nó cũng là một cái mà mình nghĩ rằng là nó rất là hay và thú vị. Và cái việc mà cái cách nhìn của người trẻ khi mà họ làm về một cái vấn đề thuộc về lịch sử, nó sẽ mang những cái góc nhìn rất là riêng và cái cách thức tiếp cận rất là riêng. Việc làm một phim ngắn hay một phim dài, cái quan trọng nhất là phải tìm ra cái bản sắc. Cái bản sắc này là bản sắc về văn hóa, bản sắc về lịch sử. Và khi mình có nhiều cái yếu tố văn hóa, nhiều cái yếu tố lịch sử thì nó sẽ mang tính khai quật, mang tính bày tỏ, mang tính nhận diện về bản sắc văn hóa của một đất nước. Tôi cho rằng đó là cái yếu tố rất quan trọng đối với một phim ngắn. Và đây là một bộ phim mà Quỳnh cảm thấy nó rất là nhân văn, cũng rất là ý nghĩa. Nó lột tả được cái thời kỳ mà Pháp xâm chiếm Việt Nam. Và Quỳnh hy vọng là bộ phim sẽ thành công, cũng như là chúc tất cả ekip của mình sẽ có một bộ phim dự liên hoan quốc tế được mọi người đón nhận.